Sáng 18 tháng 5, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5. Trước đó, ngày 21 tháng 3, tại kỳ họp bất thường thứ 6, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Võ Văn Thưởng. Tới ngày 2 tháng 5 vừa qua, Quốc hội tiếp tục họp bất thường kỳ họp thứ 7, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ. Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 sáng nay 18 tháng 5, Tổng Bí thư cũng cho hay, với tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao bầu bổ sung vào Bộ Chính trị các ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cũng theo Tổng Bí thư, Trung ương đã quyết định để bà Trương Thị Mai thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 để nghỉ công tác vì đã có vi phạm về các điều đảng viên không được làm. Sau khi Trung ương đồng ý cho bà Trương Thị Mai thôi giữ các chức vụ và bầu bổ sung 4 ủy viên, Bộ Chính trị khóa 13 có 16 người, giảm 2 người so với đầu nhiệm kỳ khóa 13. Từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, có 6 ủy viên Bộ Chính trị đã được cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác. Tổng Bí thư cũng cho biết, Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.